Michelle. Good morning. Good morning. Welcome to Saigon International University. I've been here a long time, since the doors opened in 2008. I've seen many students come, most of them graduate. I love Saigon, it's a great place. But you know, it's very different from America. For example, the traffic here. In America, 99% of people follow the traffic rules, 99% of the time. But here, people wear motorbike helmets. So you can't see, they get their brain out, and they leave it at home. Then they get on their motorbike and go. But no brain. How do I know they have no brain? When I get off the bus, motorbike hits me. Don't they know buses stop at bus stops to let people off? No, they don't know, because they have no brain. I've been hit three more times. One time, getting on the bus, he couldn't see me. He left his brain at home. This is very different. Everything is strange in Vietnam. That's why I like it. Every day is different. It's the same here at the university. Every day is different. You see, this morning, you get to know your classmates very well here, because you have a lot of tasks to perform. So I hope you enjoy your stay here. Welcome to the business program. You'll be seeing more of me, especially if you're in an international program. If you're not, maybe you'll be in one of my English classes. So welcome, enjoy your time here. We have lots of activities, from Halloween to football and game days. You'll find a lot of friends here. So enjoy your stay at Saigon International University, and welcome to a wonderful 4 years, or 3 years. I'll see you later. Em bên đây, vượt qua chặng đường đầy khó khăn, em đã bước vào những trường đại học, thực hiện ước mơ của mình. Tôi sẽ học trường Đại học Sài Gòn. Chào mừng toàn thể nhân viên, tân sinh viên khoa học. Các em sẽ làm tự hào khi được bước vào trường Đại học Sài Gòn với điều kiện học tập tốt nhất về cơ sở vật chất, chương trình giảng dạy tiếng Việt và chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ do giảng viên Việt Nam ở nước ngoài thực hiện giảng dạy. Bằng cấp có giá trị quốc tế và quốc gia, sinh viên học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh được công nhận liên thông 2 năm cuối. Nếu có nhu cầu chuyển đến trường nào có quan hệ hợp tác với trường, sinh viên tốt nghiệp cả hai chương trình của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được công nhận học tiếp thạc sĩ tiến sĩ tại các trường đại học của Hoa Kỳ, Anh, Úc, Canada, v.v. Buổi sinh hoạt ngày hôm nay là để tạo cho các em một tâm thế học tập trong môi trường đại học, đặc biệt là phong cách học tập trong môi trường quốc tế trước khi các em nhập học. Vậy bây giờ ngày hôm nay thì sẽ thông báo rõ với các bạn về các quy định về nhập học và quy định học tập. Các bạn lưu ý để vấn đề này để chúng ta chuẩn bị kỹ càng hơn khi chúng ta bước vào ngày nhập học. Vậy thì điều đầu tiên thầy sẽ lưu ý chúng ta về quy định nhập học. Mời quý vị chúng ta lên đọc các quy định trong quy định nhập học để các quý vị chúng ta hiểu. Các quy định học sinh nhà trường nhận hồ sơ trong
vòng 15 ngày kể từ ngày nhà trường gửi thông báo trúng tuyển đến sinh viên theo ngày ghi trên không gian bưu điện, nhà trường không chịu trách nhiệm với các hồ sơ lập trễ theo quy định. Chỉ có những sinh viên mới được đăng ký nhập học, rút hồ sơ thôi học hoặc liên hệ với nhà trường về các vấn đề của chính mình. Điều thứ tư, trường có quyền từ chối việc nhập học của sinh viên nếu hồ sơ yêu cầu không đầy đủ, không trung thực, không đúng thời hạn và thiếu những điều kiện căn bản khác theo quy định của chương trình. Điều thứ năm, sinh viên phải tôn trọng, không nên thì còn các giải pháp đào tạo và điều động nhân sự mà nhà trường tin rằng sẽ tạo hiệu quả giáo dục ngày càng cao hơn. Điều thứ sáu, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, tất cả sinh viên theo học tại trường Đại học Quốc tế Sài Gòn phải học các môn giáo dục chính trị, giáo dục quốc phòng, giáo dục thể chất do giảng viên Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt theo nội dung của chương trình Đại học Việt Nam. Điều thứ bảy, ngoài chương trình đào tạo chính thức của học đại học và cao đẳng, nhằm giúp sinh viên đạt đủ điều kiện tốt nghiệp đại học, cao đẳng theo tiêu chuẩn của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, nhà trường còn có chương trình hỗ trợ sinh viên với các môn như sau: chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, tin học do giảng viên Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh phục ngữ tin học, và tiếng Anh do giảng viên Việt Nam và nước ngoài giảng dạy phòng speaking. Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, tin học do giảng viên Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh phục ngữ tin học. Điều thứ 8, sinh viên phải nộp phiếu khám sức khỏe được đánh giá đủ điều kiện nhập học của bệnh viện cấp tỉnh nếu sinh viên ở tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa lớn tại các thành phố, và mỗi năm một lần phải khám và nộp lại phiếu khám sức khỏe mới trước khi năm học mới bắt đầu một phần. Điều thứ 9, trong trường hợp y tế khẩn cấp, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được quyền quyết định các giải pháp cấp cứu hoặc chuyển tới bệnh viện gần nhất trước khi liên lạc với gia đình hoặc người bảo hộ. Sinh viên chịu mọi chi phí liên quan đến việc chăm sóc y tế này. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn khuyến cáo sinh viên mua bảo hiểm y tế và trường không chịu bất cứ chi phí nào liên quan đến việc sử dụng dịch vụ y tế ngoài trường của sinh viên. Điều thứ 10, nhà trường cấp bảng điểm. Kết quả học tập một lần khi sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Phí cấp bảng điểm các thời điểm khác theo yêu cầu của sinh viên là 50.000 đồng một bảng. Điều 11, sinh viên phải hoàn tất việc đóng các lệ phí bao gồm phí y tế, phí phát triển, phí thực tập môn học, thực tập tốt nghiệp, tổ chức bảo vệ đồ án, luật văn, khóa luận lễ ra trường, phí thi lại, học lại nếu có, trong các năm theo học tại trường. Điều 12, học phí và các khoản chi khác có thể tăng hàng năm, mức tăng cụ thể tùy vào sự biến động kinh tế, lạm phát hoặc chính sách của nhà nước. Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn giữ quyền được quyết định mức học phí, các khoản lệ phí và các chi phí khác các chương trình đào tạo của mình mà không phải báo trước cho sinh viên. Điều 13, học phí và các khoản lệ phí sẽ được hoàn trả 75% nếu rút hồ sơ trước ngày nhập học, 50% nếu rút hồ sơ trước 10 ngày kể từ ngày nhập học, kể cả ngày lễ và chủ nhật. Điều 14, học phí và các khoản lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu sinh viên rút hồ sơ sau 10 ngày kể từ ngày nhập học, kể cả ngày lễ và chủ nhật. Điều 15, khi sinh viên đóng học phí phải đóng bao gồm phí phát triển và phí dịch vụ y tế. Học phí đã bao gồm phí đề thi, giấy kiểm tra và giấy nháp, phí truy cập internet và thiết bị điện tử của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Không bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu photo theo yêu cầu của sinh viên, phí truy cập thiết bị điện tử từ nguồn nước ngoài, phí học tập giả ngoại, chi phí học tập giao lưu ở nước ngoài và các chi phí phát sinh khác nếu có. Điều 16, học phí đã bao gồm chương trình đại học hoặc cao đẳng chính thức, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn hỗ trợ sinh viên chi phí của chương trình tin ăn, tin học đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và chương trình tin học đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh để đạt chất lượng quốc tế về các kỹ năng. Còn riêng cho sinh viên khi ra trường, không bao gồm học phí chương trình tin ăn học thuộc để đạt yêu cầu và trình độ tiếng Anh cho một cách khác sinh viên. Điều 17, mọi khoản tiền của sinh viên sẽ được cấu trừ khi sinh viên bị phép nghỉ lễ Tết hay do thiên tai dịch bệnh biến cố hoặc chiến tranh. Mọi giấy xác nhận và các quyền lợi khác của sinh viên chỉ được trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thực hiện khi sinh viên đã hoàn tất đầy đủ học phí và các khoản lệ phí. Điều 18, sinh viên phải đóng học phí bao gồm các khoản lệ phí đầy đủ theo quy định của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cho mỗi học kỳ 2 tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu. Nếu không đóng học phí đã bao gồm lệ phí đầy đủ đúng thời hạn quy định, sinh viên sẽ không có tên trong danh sách học kỳ đó và chịu hoàn toàn trách nhiệm sự thiệt hại về quyền lợi học tập và các vấn đề dịch vụ khác của mình mà không có ý kiến gì về sau. Sinh viên ý thức rõ rằng việc không hoàn tất học phí và các khoản lệ phí đầy đủ là trái quy định của trường, và điều đó có nghĩa là sinh viên
thể nghĩa vụ của người sinh viên đối với trường mình theo học. Sinh viên cam kết nếu không hoàn tất học phí và các khoản lệ phí đầy đủ theo quy định của trường, sinh viên tự biết mình sẽ không được đáp ứng nhu cầu học tập tại trường, cũng như nhu cầu được vào lớp học thi cử tốt nghiệp, cũng như không được hưởng các dịch vụ phục vụ sự phát triển con người và chăm sóc y tế là mục tiêu toàn diện và không thể tách rời cùng với đào tạo kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp của trường để tạo ra sản phẩm giá trị xã hội mong đợi. Nếu sinh viên hoàn tất học phí hoặc các khoản lệ phí về so với quy định sẽ không được tham gia học phần đã đăng ký trước đó. Học phí đó sẽ được bảo lưu và học phần đã đăng ký sẽ được học theo thời khóa biểu của năm học sau, hoặc khi nhà trường sắp xếp được thời khóa biểu thích hợp và sinh viên tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự thiệt hại từ quyền lợi học tập của mình. Nếu học phí tăng vào thời điểm học phần được học chính thức, sinh viên phải đóng thêm vào học phí theo lệ. Điều 19, sinh viên phải tuân thủ thêm thời khóa biểu theo những quy định về chuyên cần, chuyên môn và kỷ luật của trường. Điều 20, sinh viên còn phải theo dõi những thông cáo sinh viên và tuân thủ những quy định đó. Nhà trường không giải quyết các trường hợp không xem thông báo với bất kỳ lý do gì khi nhà trường đã niêm yết. Thông báo sẽ được dán tại trường hoặc trên website của trường. Điều 21, sinh viên phải tuân thủ theo các yêu cầu của giảng viên trong suốt chương trình học. Điều 22, sinh viên phải giữ gìn cơ sở vật chất, các trang thiết bị dạy bàn học và các dịch vụ khác tại trường. Sinh viên phải đền bù tất cả các thiệt hại cho nhà trường theo giá hàng mới ngoài thị trường nếu làm hư hại dù bất kỳ lý do gì. Điều 23, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn được phép sử dụng hình ảnh của sinh viên cho mục đích đào tạo và phát triển của nhà trường mà không phải trả bất cứ chi phí nào liên quan. Điều 24, sinh viên khi mang thức ăn vào trường phải đảm bảo các thức ăn đó hợp vệ sinh và tự chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm. Sinh viên chỉ được phép ăn uống ở khu coffee shop dành cho sinh viên, ghi cấm việc mang thức ăn thức uống vào bất kỳ khu vực khác trong khuôn viên trường. Điều 25, nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động liều lĩnh, hủy hoại, mất mát hoặc các tai nạn mà sinh viên có thể gặp trong thời gian học tại nhà trường. Điều 26, sinh viên tự bảo quản đồ dùng học tập và vật dụng cá nhân, nhà trường không chịu trách nhiệm về những thiệt hại mất mát về tài sản của sinh viên. Điều 27, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn quy định đồng phục cho sinh viên các giờ học giáo dục thể chất, quốc phòng và sinh hoạt ngoại khóa. Sinh viên đăng ký mua đồng phục ít nhất 2 tuần trước khi nhập học năm học mới, không quy định đồng phục cho các giờ lên lớp khác. Tuy nhiên, sinh viên còn phải ăn mặc đẹp, tóc tai gọn gàng và các phong lịch sự khi vào trường. Nếu ăn mặc không đúng đồng phục hoặc không lịch sự, nhân viên của trường có thể yêu cầu sinh viên không được vào trường và sinh viên tự chịu trách nhiệm về buổi văn học không phép đó. Điều 28, khi ra vào khuôn viên trường, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên. Nhân viên của trường có thể không cho phép sinh viên vào trường nếu sinh viên không mang thẻ sinh viên. Điều 29, trường Đại học Quốc tế Sài Gòn là môi trường giáo dục không hút thuốc, vì vậy sinh viên không được phép hút thuốc trong khuôn viên nhà trường. Điều 30, sinh viên không được mang bất cứ vật dụng nào có thể ảnh hưởng đến an toàn an ninh của người khác vào khuôn viên trường, ví dụ như dao kéo, các vật nhọn, sắt, đũa, cán, v.v. Nếu sinh viên nào vi phạm quy định này sẽ bị buộc thôi học mà không có khuyến mại gì về sau. Điều 31, sinh viên muốn đưa bạn bè làm việc không vào trường phải thực sự cho phép của giám đốc hành chính và dịch vụ sinh viên. Điều 32, sinh viên tự lo chỗ ăn ở và tự trả chi phí gửi xe trong thời gian theo học tại trường. Điều 33, sinh viên chấp hành đúng nội quy, các quy định của các phòng chức năng, các quy định về học tập cũng như các thông tin của nhà trường. Việc đọc kỹ, hiểu rõ và ký quy định nhập học được cập nhật mỗi năm là một trong những điều kiện bắt buộc đối với sinh viên nhập học năm học mới. Sinh viên sẽ không được nhập học năm học mới nếu chưa ký vào quy định nhập học đã được cập nhật mỗi năm. Quy định nhập học được cập nhật mỗi năm một tuần trước khi nhập học và đăng ký học phần cho năm học mới. Tất cả sinh viên mới và cũ của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn phải ký vào quy định nhập học đã được cập nhật cho năm học mới. Quy định nhập học đã được cập nhật cho năm học mới thay thế hoàn toàn quy định nhập học của năm học cũ và chỉ có quy định nhập học đã được cập nhật cho năm học mới mới có giá trị cho năm học đó. Tất cả các sinh viên cam kết thực hiện theo đúng quy định nhập học đã được ký với trường. Nhà trường chỉ giải đáp các ý kiến phản ánh đóng góp của sinh viên thông qua sổ đề nghị tại văn phòng chính của trường. Nhà trường giữ quyền quyết định sự việc không nằm trong quy định tùy theo tính chất của sự việc đó. Thì chỉ lưu ý lại một vài cái quy định, đó là quy định số 28 là sinh viên vào trường chúng ta phải theo
ta lưu ý đặc kế là một con đường không thuốc, nên chúng ta không được hút thuốc trong công viên trường, không uống rượu bia. Nghiêm cấm các hành vi gây bất đoàn kết, cãi nhau dọc trường. Nghiêm cấm việc sử dụng và lưu hành các chất gây nghiện văn hóa hoặc điều trị. Mục 30 là chúng ta không được mang bất cứ vật dụng nào có thể ảnh hưởng đến an toàn an ninh của người khác vào công viên trường. Nếu vi phạm những vấn đề trên, chúng ta sẽ bị buộc thôi học. Và điều 31, chúng ta lưu ý là những khi chúng ta muốn có người thân vào trường hoặc bạn bè thì chúng ta phải liên hệ trực tiếp với nhà trường trước khi các bạn vào trường. Lưu ý những vấn đề đó. Thì nhắc lại là cả quy định trên đều có trên website, chúng ta lưu ý theo dõi để chúng ta hiểu được những quy định của nhà trường. Đó là những quy định về nhập học. Bây giờ tôi tiếp tục sẽ thông báo đọc về cái vấn đề quy định học tập. Quy định học tập thì khi thầy nói là chúng ta phải nghe kỹ ha, rồi chúng ta lát nữa chúng ta sẽ phát là rõ để chúng ta đọc để chúng ta hiểu. Bây giờ chúng ta chỉ lắng nghe để chúng ta. Rồi chúng ta tiếp tục đọc cái phần quy định học tập. Phòng đăng ký theo học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh phải đặt yêu cầu tuyển sinh như sau: đạt từ điểm sàn trở lên thì thi tuyển sinh đại học cao đẳng của khối thi tương ứng với ngành dự tuyển, hoặc điểm trung bình cả năm lớp 12 từ 6 chấm trở lên đối với cao đẳng, 6.5 trở lên đối với đại học. Các môn thuộc khối xét tuyển đạt trung bình cả năm lớp 12 từng môn từ 6 chấm trở lên đối với cao đẳng, 6.5 trở lên đối với đại học, xếp loại thành điểm từ loại khá trở lên. Có chứng chỉ TOEFL 500 VBT hoặc 61 IBT hoặc IELTS 1.5 đối với chương trình đại học. TOEFL 450 VBT, 45 IBT hoặc IELTS 1.5 đối với chương trình cao đẳng. Sinh viên không có chứng chỉ tiếng Anh nơi trên được tham dự kỳ thi kiểm tra tiếng Anh do trường đại học quốc tế Sài Gòn tổ chức. Điều thứ hai, sinh viên chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh chưa đạt yêu cầu tuyển sinh về trình độ tiếng Anh khi học hết năm thứ nhất mà không bổ sung chứng chỉ quốc tế TOEFL 500 VBT, 61 IBT hoặc IELTS 5.5 đối với chương trình đại học, TOEFL 450 VBT, 45 IBT hoặc IELTS 5.0 đối với chương trình cao đẳng, hoặc không đạt trong kỳ thi tiếng Anh do trường đại học quốc tế Sài Gòn tổ chức sẽ được chuyển học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt và phải học bổ sung những học phần năm thứ nhất của chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, đóng học phí bổ sung theo quy định của chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt. Sinh viên có thể đăng ký chương trình tiếng Anh học thuộc tăng cường trong thời gian không quá 12 tháng để đạt yêu cầu về điều kiện tuyển sinh tiếng Anh hoặc đại học cao đẳng. Học phí của chương trình đại học cao đẳng không bao gồm chương trình tiếng Anh học thuộc. Sinh viên học chương trình tiếng Anh học thuộc phải đóng thêm học phí theo quy định của chương trình tiếng Anh học thuộc tăng cường. Điều thứ ba, sinh viên năm thứ nhất của chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt có nguyện vọng chuyển tiếp học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh và đáp ứng các yêu cầu sau: đạt điều kiện tuyển sinh về trình độ tiếng Anh, có chứng chỉ quốc tế TOEFL 500 VBT, 61 IBT hoặc IELTS 5.5 đối với chương trình đại học, TOEFL 450 VBT, 45 IBT hoặc IELTS 5.0 đối với chương trình cao đẳng. Sinh viên không có chứng chỉ tiếng Anh nêu trên được tham dự kỳ thi kiểm tra tiếng Anh do trường đại học quốc tế Sài Gòn tổ chức. Sinh viên có thể đăng ký chương trình tiếng Anh học thuộc tăng cường trong thời gian không quá 12 tháng để đạt yêu cầu về điều kiện tuyển sinh tiếng Anh hoặc đại học cao đẳng. Học phí của chương trình đại học cao đẳng không bao gồm chương trình tiếng Anh học thuộc. Sinh viên học chương trình tiếng Anh học thuộc phải đóng thêm học phí theo quy định của chương trình tiếng Anh học thuộc tăng cường. Học bổ sung những học phần năm thứ nhất của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, đóng học phí bổ sung theo quy định của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Điểm số những môn chung của hai chương trình bao gồm các môn chính trị, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng v.v. sẽ được bảo lưu. Điều thứ tư, sinh viên chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh có thể chuyển tiếp hoàn thành chương trình cao đẳng hoặc cử nhân tại các trường đại học có quan hệ hợp tác với trường đại học quốc tế Sài Gòn. Điều kiện chuyển tiếp cụ thể do trường đại học được chọn quy định. Điều thứ năm, sinh viên chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt phải đạt chứng chỉ TOEIC 500 của ETS Hoa Kỳ để đạt điều kiện tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng theo tiêu chuẩn của trường đại học quốc tế Sài Gòn. Điều thứ sáu, sinh viên hoặc cao đẳng chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh phải đạt chứng chỉ TOEFL 500 PPT, 61 IBT hoặc IELTS 5.5 để đạt điều kiện tốt nghiệp cao đẳng theo tiêu chuẩn của trường đại học quốc tế Sài Gòn.
Sinh viên học đại học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh phải đạt chứng chỉ TOEFL 550 PPT, 79 IBT hoặc IELTS 6.5 để đạt điều kiện tốt nghiệp đại học theo tiêu chuẩn của trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Sinh viên tự đóng lệ phí thi TOEFL quốc tế cho đơn vị tổ chức thi. Điều thứ 7, sinh viên chuyên ngành quản trị du lịch, thương mại quốc tế, marketing và kinh tế nước ngoài. Khi tốt nghiệp sẽ nhận bằng tốt nghiệp quản trị kinh doanh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều thứ 8, điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được trường xét và công nhận tốt nghiệp. Cho đến thời hạn xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không nên trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập. Tức lũy đủ số tín chỉ quy định trên chương trình đào tạo. Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2 chấm trở lên. Có các chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất. Có chứng chỉ TOEIC 500 của ETS Hoa Kỳ đối với sinh viên chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc đại học và cao đẳng. Có chứng chỉ TOEFL 500 PPT, 61 IBT hoặc IELTS 5.5 đối với bậc cao đẳng. Chứng chỉ TOEFL 550 PPT, 79 IBT hoặc IELTS 6.5 đối với bậc đại học đối với sinh viên chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Điều thứ 9, cấp bằng tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp đại học cao đẳng được cấp trên ngành đào tạo chính. Hạn tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học như sau. Loại xuất sắc, điểm trung bình chung tích lũy từ 3.60 đến 4 chấm. Loại giỏi, điểm trung bình chung tích lũy từ 3.20 đến 3.59. Loại khá, điểm trung bình chung tích lũy từ 2.50 đến 3.19. Loại trung bình, điểm trung bình chung tích lũy từ 2 chấm đến 2.49. Hạn tốt nghiệp của những sinh viên có kết quả học tập toàn khóa loại xuất sắc và giỏi sẽ bị giảm đi một mức nếu rơi vào một trong các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, có khối lượng các học phần phải thi lại vượt quá 5% so với tổng số chứng chỉ quy định cho toàn chương trình. Điều thứ hai, đã bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học. Điều thứ 10, trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký ngành học thấp hơn số lượng tối thiểu thì lớp học sẽ không được tổ chức. Những sinh viên đăng ký ngành học mà không tổ chức được vì lý do trên được phép chuyển nhượng sang các ngành học khác có cùng khối thi. Nếu sinh viên không chuyển ngành học khác thì kết quả tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2011 sẽ không được bảo lưu cho năm sau và sinh viên phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Điều 11, sinh viên của chương trình đại học và cao đẳng sẽ tham gia học chung các bộ môn có cả trong hai chương trình. Bài thi sẽ được giới hạn tương ứng so với số chứng chỉ theo quy định của trường đại học hoặc cao đẳng. Điều số 12, đối với các môn học chuyên ngành, sinh viên phải hoàn thành term paper, tiểu luận, giữ kỳ để trao dồi và mở rộng kiến thức học đường, giải quyết vấn đề thực tiễn. Điểm term paper được tham gia tính điểm trung bình chung của điểm thi hết môn. Trường hợp term paper không đạt điểm trung bình, sinh viên được phép làm lại một lần trước thời gian thi hết môn 2 tuần. Sinh viên nộp term paper sau thời gian quy định sẽ không được công nhận và xem như sinh viên tự ý bỏ kỳ làm lại term paper. Trường hợp điểm trung bình chung không đạt dưới 5 do điểm thi hết môn trung bình, sinh viên được thi hết môn lại một lần. Nếu thi lại mà không đạt, sinh viên phải đăng ký và đóng học phí học lại môn học đó. Lịch thi lại sẽ do nhà trường quy định theo từng môn học. Cách tính điểm trung bình chung học tập của các môn chuyên ngành theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bậc cao đại học và cao đẳng được quy đổi tương đương theo grading system của Hoa Kỳ khi sinh viên có yêu cầu du học hoặc chứng nhận tốt nghiệp. Điều 13, ngoài chương trình đào tạo chính thức của bậc đại học và cao đẳng nhằm giúp sinh viên đạt đủ điều kiện tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng trên tiêu chuẩn của trường đại học quốc tế Sài Gòn và cơ hội để thành công và thăng tiến sau khi tốt nghiệp, nhà trường còn có chương trình hỗ trợ sinh viên các môn như sau. Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, các môn kỹ năng tin học bao gồm Word, Excel, PowerPoint, CorelDRAW, Access cho giảng viên Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh thuộc ngữ tin học. Và các môn kỹ năng tiếng Anh gồm các cấp độ Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate và Repeat TOEIC do giảng viên Việt Nam và nước ngoài giảng dạy hoặc speaking. Đối với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh, các môn kỹ năng tin học do giảng viên Việt Nam giảng dạy bằng tiếng Việt và tiếng Anh gồm thuộc ngữ tin học. Đối với các môn kỹ năng tiếng Anh và tin học, ngoài số tiết quy định chính thức, sinh viên phải dành thời gian tự học tương đương với thời gian chính thức. Trong đó, 50% thời gian tự học có tổ chức để thảo luận, làm bài tập
kỳ được tham gia tính điểm trung bình chung của điểm thi hết cấp độ. Trường hợp không đạt bài, điểm bài tập nhóm, sinh viên đừng làm lại một lần trước khi thời gian thi hết cấp độ 2 tuần. Sinh viên nộp bài tập nhóm sau thời gian quy định sẽ không được công nhận và sinh viên tự ý bỏ kỳ làm lại bài tập nhóm. Trường hợp không đạt điểm thi giữa kỳ, sinh viên được thi lại một lần. Trường hợp điểm thi hết cấp độ và tính điểm trung bình chung không đạt, sinh viên được thi lại một lần. Nếu thi lại mà không đạt, sinh viên phải đăng ký và đóng phí học lại cấp độ đó. Lịch thi lại giữa kỳ và hết cấp độ sẽ do nhà trường quy định. Cách tính điểm trung bình chung học tập của môn kỹ năng theo quy định của Trường học Quốc tế Sài Gòn và Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bậc đại học và cao đẳng được quy đổi tương đương theo grading system của Hoa Kỳ khi sinh viên có yêu cầu du học hoặc chứng nhận tốt nghiệp. Điều 14, nhà trường công bố điểm thi và kết quả khác theo mã số sinh viên, không theo họ tên sinh viên. Điểm số theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và quy đổi theo grading system của Hoa Kỳ. Điều 15, trong quá trình học tập tại Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn, sinh viên được khuyến khích tham gia đội nhóm để được công nhận năng lực hoạt động phong trào, tạo thuận lợi cho việc đánh giá của các trường đại học trên thế giới và các công ty trong và ngoài nước. Việc sinh hoạt nhóm sẽ tạo thuận lợi cho việc tích lũy kinh nghiệm làm việc với nhiều luồng thông tin, triển khai nhiều nội dung phong phú nhiều lĩnh vực từ nhóm, giúp sinh viên có kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, quản lý nghề nghiệp, năng lực lãnh đạo trong tương lai. Sinh viên được quyền tự quyết định mục tiêu hoạt động của nhóm theo các tiêu chí như sau: xã hội, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, cộng đồng, nhân đạo, từ thiện, v.v. Nhóm bảo vệ đề tài và phương án hoạt động nhóm trước hội đồng trường sau khi đã tiến hành bầu cử các chức danh trong nhóm. Cách thức tổ chức nhóm như sau: số lượng thành viên mỗi nhóm 5-8 sinh viên một nhóm. Nhóm trưởng do các thành viên trong nhóm tín nhiệm đề cử. Cách thức bầu cử: tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm vào giữa mỗi nhiệm kỳ. Thời gian của nhiệm kỳ là 1 năm học, thời gian đảm nhiệm vị trí trưởng nhóm không quá 1 nhiệm kỳ. Tiêu chí bầu nhóm trưởng như sau: tạo được niềm tin của các thành viên trong nhóm, có khả năng giao tiếp tốt, tạo được mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong nhóm, có khả năng đánh giá vấn đề, có khả năng điều động quản lý nhóm. Ngoài công việc như các thành viên trong nhóm, nhóm trưởng còn phải đảm nhận các công việc xây dựng mục tiêu cho nhóm, chủ trì cuộc họp, đảm bảo tiến độ thực hiện các công việc, nhiệm vụ đã đề ra, kiểm tra công tác, khắc phục sai sót, là đại diện chính thức của nhóm và phân nhiệm vụ thực hiện cho từng thành viên trong nhóm. Sinh viên đăng ký tham gia nhóm 1 năm học 1 lần vào tháng đầu tiên của năm học. Việc đánh giá hiệu quả hoạt động của nhóm được thực hiện vào tuần cuối của năm học. Về tiêu chí đánh giá như sau: khả năng lãnh đạo, khả năng hoạch định, khả năng cống hiến và khả năng thuyết phục người khác và cộng đồng. Các điểm đánh giá như sau: điểm A 4 chấm, điểm B 3 chấm, điểm C 2 chấm và điểm D 1 chấm. Sinh viên phải đạt điểm C thì mới được cấp giấy xác nhận của nhà trường. Hiệu quả của việc tham gia hoạt động nhóm: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn cấp giấy chứng nhận về chức vụ hiệu quả hoạt động của các thành viên. Cách thức hoạt động của nhóm như sau: nhóm hoạt động chủ yếu bằng hình thức họp nhóm trên nguyên tắc không vì mục tiêu vụ lợi, chỉ vì mục tiêu học tập và rèn luyện trở thành những trí thức tốt trong tương lai, tuân thủ các quy định của Trường học Quốc tế Sài Gòn và của pháp luật Việt Nam. Thời gian và địa điểm và hoạt động phí do nhóm tự thống nhất và tự chịu trách nhiệm mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của nhóm. Điều 16, sinh viên phải chấp hành quy chế quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn trong suốt quá trình theo học tại trường. Nhà trường giữ quyền quyết định những sự việc không nằm trong quy định tùy theo tính chất của sự việc đó. Bây giờ chúng ta vừa nghe thấy những quy định về học tập này đúng không? Thì người ta nói rồi, chúng ta phải luôn theo dõi vấn đề này trên website để chúng ta theo dõi kỹ. Nhất là những bạn như thế nhắc lại một điều như là các bạn mà học chương trình giảng dạy tiếng Anh. Thì ở đây chúng ta có hai chương trình. Chương trình giảng dạy và còn tiếng Việt và chương trình giảng dạy tiếng Anh. Thì đối với những bạn mà học hoàn toàn bằng tiếng Anh thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải có đại học là trung cùng 500. Đúng không? Cao đẳng là những con người. Từ như cha em, cha phải lưu ý là mình. Còn các bạn nào học chương trình giảng dạy tiếng Anh thì chúng ta vẫn chưa đạt được cái
chúng ta sẽ phải tham gia những kỳ thi cái ăn trước. Các bạn xin nhận thêm nhận được ra đó. Thì thứ 6 này, ngày 18, thầy có điểm tại thời gian. Đối lại là khi mà đối với các bạn giải đại học như thế nào đó, chúng ta đi cái ngày nào nha. Đó là ngày 18 này, chúng ta thi từ 8 giờ. Còn vì chúng ta chưa có điều kiện đạt được cơ hội, chúng ta phải tham gia những ngày đối với tất cả các bạn học chương trình giảng dạy bản nhạc và lưu ý là gì nhé. Rồi đối với các bạn mà học chương trình giảng dạy bản nhạc thì chúng ta phải đi học, chúng ta phải học 6 tiếng Anh trong 3 năm. Các bạn học chương trình giảng dạy thì chúng ta có kỳ thi sắp lớp vào tháng thứ tư này từ 8 giờ tới 9 giờ, nhưng mà chúng ta phải có mặt lúc mình gửi tại thì các bạn coi bản thông báo phòng thi và cái bản thông báo bên lưu ý xem vào sau này và lưu ý nha. Các bạn học chương trình nhắc lại, các bạn học chương trình giảng dạy bản quyền, chúng ta có kỳ thi sắp lớp thì làm. Các bạn nào mà không tham gia thì chúng ta sẽ được xếp vào cái lớp beginner và chúng ta sẽ không có chúng ta gì về sau, chúng ta hoàn toàn sẽ nhẹ nếu chúng ta tham gia kỳ thi này. Vậy cái lịch thi và phòng thi sẽ được giảm thành là bạn không vào. Và chúng ta các bạn khi nghĩ rằng cũng có kỳ thi, chúng ta lưu ý nha, là ngày 18, ngày 18 thì đã chỉnh lại. Đối với khi mà chúng ta đều có cái ngoài ra đó là những từ tiếng Anh đầu vào thì mới nói, nhưng mà sau khi đó chúng ta khi mà chúng ta tốt nghiệp đó, chúng ta đều có cái yêu cầu tiếng Anh. Đối với các bạn học chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt đó, chúng ta lưu ý chúng ta phải có điểm là đạt 500 thì chúng ta mới có đó là một cái điều tốt nghiệp. Tôi lưu ý nha. Còn đối với các bạn học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh thì chúng ta phải có chắc 550 là câu hỏi đại học đối với các bạn là 500. Những thông tin trên đều có thì nó lại đều có quy trong quy định của các bạn. Rồi bây giờ chuẩn bị là phát trả cho chúng ta những cái quy định về nhập học và quy định học tập để chúng ta theo dõi và để chú ý chúng ta theo dõi những cái. Và chúng ta lưu ý là việc không cấp việc tham gia kiểm ấy cũng không là quan trọng bằng cái vấn đề mà chúng ta nhận được từ vấn đề mà tham gia câu lạc bộ. Chúng ta hiểu không? Việc tham gia câu lạc bộ rất quan trọng để chúng ta phát triển mọi chúng ta cần là kỹ năng mềm. Ví dụ là như thầy nói là rất nhiều các bạn làm chủ, ví dụ là chủ tịch câu lạc bộ, là nhóm trưởng câu lạc bộ, là những bạn rất thành công trong việc tổ chức. Bởi vì ở đó các bạn học tập được rất là nhiều điều từ bạn bè, từ người hướng dẫn. Chúng ta tự tin, chúng ta có phải làm được làm những cái kế hoạch theo cái kế hoạch câu lạc bộ của mình. Nên thầy nhấn mạnh việc tham gia câu lạc bộ rất quan trọng trong suốt quá trình học tập. Và đó là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm năng lực chúng ta lưu ý nha. Thì sau đó thầy sẽ có cái danh sách để chúng ta đăng ký câu lạc bộ của chúng ta. Khi chúng ta học tới năm thứ hai, kết thúc năm thứ hai thì chúng ta đi thực tập một lần là 8 tuần. Chúng ta lưu ý chúng ta sẽ tự tin hơn sau những cái thời gian thực tập thực tế tại công ty. Chúng ta thực tập một lần nữa là khi chúng ta kết thúc năm tư, và chúng ta có 2 thời gian để chúng ta đi thực tập.
và thời gian thực tập tốt nghiệp đó là 14 tuần. Lưu ý. Ngoài ra chúng ta còn các chương trình thực hiện kỹ năng nghề nghiệp, đó là chúng ta những chương trình này là chúng ta gặp được những giám đốc, những nhà lãnh đạo, những nhà kinh tế vân vân để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ thực tế. Đây là một trong những chương trình bắt buộc và điều cho lưu ý này. Rồi một phần nữa rất là quan trọng đó là cái vấn đề công tác học tập theo quy định vệ sinh. Chúng ta lưu ý là chúng ta cố gắng là lên lớp đầy đủ nghiêm túc. Chúng ta biết rằng là vấn đề học đại học á là phụ thuộc vào chúng ta rất là nhiều, nên chúng ta phải tự tìm tòi, tự chủ động học bài trước tại người tại nhà, nghiên cứu trên internet, coi bài học trước, chuẩn bị trước. Thời gian lên lớp là để chúng ta trao đổi, hỏi, thảo luận những điều mà chúng ta chưa nắm được. Chúng ta lưu ý là mình phải là người chủ động, tự tìm tòi những chủ đề mà chúng ta sắp học. Chúng ta lưu ý là chứ không chỉ là lên internet và chép những cái gì sau đó nào cũng không. Chúng ta lưu ý nha, rất quan trọng. Thời gian lên lớp là để gì? Trao đổi, làm việc theo nhóm và những điều chúng ta cần phải được giám định. Những gì chúng ta học là nên học tập và nhà tìm hỏi, tìm tòi trước khi các em có học tập để chúng ta học. Như thầy nói là chúng ta cố gắng tham gia 100% khóa học. Thời gian học buổi sáng thì chúng ta biết rồi, chúng ta bắt đầu học từ ngày 29/9. Buổi sáng chúng ta bắt đầu lúc 7:15 tới 11:40. Buổi chiều mình thời điểm học thời gian là 1:30 đến 5 giờ. Mỗi môn học của chúng ta là muốn học mà chúng ta có khối lượng từ 2-4 tiếng chỉ. Một tiếng chỉ là chúng ta lưu ý, từ đây chúng ta môn học chúng ta thường nghe cái tiếng chỉ nha. Và môn học chúng ta thường có 2-4 tiếng chỉ, phải 2-3-4 tiếng chỉ. Và mục đích của chúng ta là 50 phút. Thì tính ra lại mỗi môn học, mỗi học tuần đó thì chúng ta tính tiếng chỉ là 2-3-4 tiếng chỉ. Và chúng ta lưu ý là nếu mà sinh viên vắng 20% số tiết học của mỗi môn học đó là chúng ta bị cấm đi. Và lưu ý nha, 20%. Ví dụ chúng ta có thể hôm đó chúng ta ốm đau, chúng ta nghỉ nhà, nhưng mà chúng ta cái số người nghỉ đấy chúng ta không vượt quá 20% cái môn đó. Ví dụ cái môn đó là 4 tiết chỉ là 60 tiết, đúng không ạ? 60 tiết 20% thì các bạn chỉ nghỉ được khoảng 4 buổi thôi. Chúng ta nghỉ hơn 4 buổi đấy, 4 buổi, 3 buổi từ 4 buổi là khi còn rất là tâm đi nha, từ 3 buổi được. Thầy ví dụ thôi, thầy ví dụ nói chung là 20% của các môn học đó là chúng ta sẽ được đi. Rồi đó là những cái điều thầy muốn nhấn mạnh để chúng ta biết trong quá trình học tập như thế nào. Chắc là để thay đổi không khí thì mời một bạn sinh viên của khóa cũ đi ha. Có một món quà tặng cho các bạn, thầy mời bạn là Kim Thanh, Hồng Thanh, bạn Hồng Thanh có năm, mời bạn Hồng Thanh lên sân khấu để cũng là lời nói chung với bạn là các bạn sinh viên có mới hả? Thank you.
đã lâu. Và như lúc nãy thì một thông tin chúng ta, nếu chúng ta mà vắng
bánh học á 20%. Như vậy nếu 1 phần 4 tiếng chỉ là 60 tiếng mà các em bánh quá là 12 buổi các em sẽ bị cấm thi. Mà các em bị cấm thi thì là các em bị 12 tiếng, cũng xin lỗi 12 tiếng. 60 tiếng mà chúng ta bánh 20% là tương ứng với là 12 tiếng. 12 tiếng như vậy nếu như một buổi một tiết một buổi một học phần chúng ta học một buổi là 5 tiết thì em vắng đến buổi thứ ba em bị buộc bị cấm thi rồi, mà chúng ta bị cấm thi là chúng ta phải học lại, thì học lại thì chúng ta phải đóng học phí học lại. Liên quan đến cái việc mà chủ động cho học tập thì cô nói về vấn đề mà lúc nãy cô nói học phần đó, thì đánh giá một phần như vậy chúng ta có điểm quá trình và điểm kết thúc môn học, điểm thi điểm hết môn đó. Thì điểm đánh giá điểm quá trình gồm đó là điểm giữa kỳ, thì trong cái điểm giữa kỳ đó thì giáo viên có thể cho các em làm bài tiểu luận, có thể làm bài kiểm tra, có thể làm bài tập nhóm, nhưng mà cuối cùng thì nhà trường sẽ lấy một cột điểm là điểm giữa kỳ. Và khi cái điểm giữa kỳ được công bố trên lớp thì các em có vấn đề gì chưa phù hợp thì có thể là trình bày với thầy, chứ khi mà thầy đã chuyển điểm về văn phòng trường hoặc đào tạo trường rồi thì các em không có quyền thế nào nữa, được chưa? Rồi đối với điểm thi hết môn, sau khi nhà trường công bố cái điểm mà hết môn đó mà nếu các em thấy rằng là cái điểm đó nó khác biệt so với cái năng lực của chúng ta đánh giá thì các em có thể là đơn phúc khảo, và thời hạn để mà nộp đơn phúc khảo là trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu mà sau này nhà trường sẽ không nhận đơn phúc khảo nữa, được chưa? Như vậy liên quan đến việc là phúc khảo. Và thứ hai là cô muốn nói về vấn đề là thi cải thiện. Vậy sau khi có điểm rồi các em thấy rằng là cái điểm này mình chỉ được có 6 điểm thôi, mà năng lực mình có thể là 7-8 điểm, nhưng mà có thể trong quá trình mình thi mình làm chưa tốt thì mình có thể làm xin thi cải thiện. Nhưng mà các em lưu ý là khi mà quyết định thi cải thiện chúng ta suy xét cho kỹ là cái khả năng của chúng ta có thể thi được lần thứ hai là có tốt hay không thì mới làm được. Vì khi làm được tất cả là đồng nghĩa việc là các em hủy cái điểm thi lần 1. Và nếu thi lần 2, nếu chúng ta làm bài tốt thì hạ được 8 điểm hạ thì rất là tốt rồi. Nhưng nếu mà chúng ta thi được có 4 điểm thôi thì coi như chúng ta là không đạt. Như vậy cái việc mà thi cải thiện các em phải suy xét rất kỹ. Rồi đó là việc thi cải thiện. Rồi nhưng mà khi chúng ta suy xét kỹ chúng ta thấy rằng mình cái lực học mình muốn điểm cao nữa, nhưng mà giờ như thế này mà bây giờ lo lắng biết đâu mà thi lần 2 mình lỡ không đạt thì sao, thì chúng ta có một cái điều kiện để cải thiện, đó là học cải thiện. Như vậy điểm đạt nhưng mà chúng ta học cải thiện thì cái quyền lợi của học cải thiện là gì? Là các em được quyền lấy điểm cao nhất trong 2 lần học. Thì quy trình học cải thiện thì các em phải đăng ký học như học bình thường, đăng ký đóng học phí, theo dõi cái lịch học, đăng ký đóng học phí và chúng ta tham gia học. Nhưng mà nếu như chúng ta thi cái học phần này mà nếu như nó tốt thì đó là tốt, còn nếu như mà nó không tốt bằng cái lần 1 thì xem như là chúng ta sẽ được lấy điểm lần 1 hoặc xem như chúng ta có thêm cái nguồn kiến thức cho chúng ta. Được chưa? Rồi, nhưng mà các em nắm về thi cải thiện và học cải thiện, những cái trường hợp nào mà chúng ta sẽ bị đình chỉ thi như buộc phải học, cái điều này cô phải lưu ý gì ngay ban đầu với em, bởi vì là không phải là chúng ta đậu đại học rồi chúng ta bước vào giảng đường mà chúng ta nói rằng tôi đậu đại học rồi chắc chắn chúng ta học không đạt thì chúng ta học lại từ từ chúng ta ra trường cũng được, thì không phải như vậy. Trong mỗi học kỳ thì các em cũng sẽ bị rơi vào trường hợp buộc phải học. Nếu chúng ta không nỗ lực, chúng ta không cố gắng thì cô sẽ nên cho em biết là các trường hợp bị buộc phải học sau mỗi học kỳ như sau. Đối với sinh viên mà có điểm trung bình chung của cái học kỳ mà có học đầu tiên, ví dụ là học kỳ 1 đầu tiên của khóa học mình này mà dưới 0.8 là chúng ta sẽ bị buộc phải học. Cô nói 0.8 này là đối với tương ứng với thang điểm 4 thì nó tương ứng với thang điểm 10 là khoảng 3.9. Và đến học kỳ tiếp theo mà các em tiếp tục nữa, điểm trung bình chung của các em dưới 1.0 thì chúng sẽ bị buộc phải học. Như vậy là từng học kỳ, nếu trong học phổ thông chúng ta là đến cuối năm các em mới được mới xét, nếu không đạt học lại không thì bị ở lại lớp. Thì ở đại học nếu như từng học kỳ nhà trường xét không đạt em buộc phải học, coi như là ngưng cái việc đại học của chúng ta là như từng học kỳ và từng năm học. Và điểm đến năm thứ nhất, như vậy chúng ta qua học kỳ rồi, từng học kỳ rồi, như vậy xét tới từng năm rồi đến điểm tích lũy của năm thứ nhất mà chúng ta nếu mà không qua được cái ngưỡng đó chúng ta buộc phải học. Rồi đến năm thứ hai, cái ngưỡng năm thứ hai là dưới 1.2 và tương ứng với khoảng 5 cấp thang điểm 10. Và năm thứ ba là 1.6 và cái năm cuối cùng năm cuối khóa năm tư mà dưới 1.8 cũng sẽ buộc phải học. Như vậy cái việc mà chúng ta không chủ động, chúng ta không lo lắng trong việc học
chúng ta cứ đào tạo, chúng ta học thì cái việc buộc cái học nó luôn luôn theo đơn lượng chúng ta. Cho nên là các em phải, cái điều mà con muốn nhấn mạnh trong việc tụi học như vậy, trên cái chuyên cần nó rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng là trường cho 20% các bạn, các trường anh chị năm trước canh nha, dường như 20% cái canh nghỉ 2 buổi, rồi để mình nghỉ xong một nghỉ 20% không bị công ty, nhưng mà không may sau cho nó bị bệnh. Thực ra nhà trường cho 20% đó là để phòng trường hợp các em đau ốm để các em nghỉ, chứ không phải là hồi trước là em nghỉ thì em không có 20% nên bị em ốm em bệnh, cho nên là em nghỉ quá trường tại điều kiện cho em thi là không được nên là quy định, nhưng đồng thời cũng là cái việc chủ động trong việc học tập, tại cái thời gian các em đến lớp là cái thời gian mà để chúng ta trao đổi với nhiều nguồn thông tin, nhiều kiến thức, chúng ta giải quyết vấn đề. Và học đại học không phải chỉ là học theo kiểu như là như trong chương trình lớp 12, trong chương trình của phổ thông chúng ta là học môn đó thì thầy giới thiệu sách giáo khoa thì học sách giáo khoa, mà học đại học là gì, là phải tự học, chủ động tìm tòi nhiều nguồn kiến thức, một giáo trình chính nhưng mà rất là nhiều giáo trình là tham khảo, rồi tìm hiểu kiến thức trên thực tế, tìm hiểu qua sách báo, qua internet. Trường có thư viện điện tử các em cũng biết đó, và có cả cái thông tra điện tử về siêu review các em cũng có thể tham gia để mà xem, để mà đoán được nhiều cái nguồn thông tin. Mỗi trường hợp bị buộc phải học nữa đó là vượt quá thời gian cho phép của một khóa học chúng ta. Ví dụ chúng ta học đại học mà chúng ta được 4 năm thì chúng ta có cái thời hạn là thêm được 4 học kỳ, sau đó 4 học kỳ, các bạn không phải được 4 học kỳ để chúng ta nộp môn. Rồi cô quay lại nói một chút về cái quy định mà bị buộc phải học á, thì muốn mà chúng ta không bị rơi vào tình cái trường hợp bị buộc phải học thì chúng ta phải chủ động trong việc thế này. Nếu như cái học kỳ đầu có học, chẳng hạn như không có 8 chúng ta buộc phải học, nhưng mà giờ mình không có 9 thì sao? Không có 9 như vậy mình không bị buộc phải học, nhưng mà mình đang ở cái mức độ bị treo lên lửng, bởi vì trung bình của cái học kỳ là phải 2.0, cả tương ứng với gần 6.2, tương ứng với 6.2 của 2010. Như vậy không có 9 thì chỉ có được 4.0 thôi. Như vậy thì làm sao? Mà nếu chúng ta học tiếp học kỳ 2, chúng ta bị vậy đó, chúng ta sẽ rơi vào cuộc cái học của năm tiếp theo. Như vậy thì nếu học kỳ 1, chúng ta học yếu như vậy, thì đến học kỳ 2, khi nhà trường sắp xếp một số học phần, như vậy thì các em thấy rằng lực học chúng ta yếu thì chúng ta sẽ đăng ký học phần ít lại, để có thời gian chúng ta trả nợ cho cái những học phần chúng ta nợ học kỳ trước. Như vậy cái tối thiểu á, là một học kỳ đối với những sinh viên mà học được yếu một học kỳ trước thì mình có thể đăng ký là cái số học phần là khoảng 14 tín chỉ. 10 đến 14 tín chỉ học phần đó. Thì thường một học kỳ nhà trường xếp khoảng là 20 đến 20, 14, 15 tín chỉ các em cần rút bớt để mà chúng ta có thời gian để mà học, trả nợ cho các học, cho các học kỳ trước. Nhưng mà lưu ý là các em phải hoàn toàn chủ động trong việc theo dõi thời khóa biểu, chứ thầy cô không theo nhắc chuyện này. Mình biết là mình nợ môn gì, rồi mình theo dõi các khóa sau có cái lịch học môn đó hay không, rồi đến bên phòng trường đăng ký để mà học lại môn đó, và đăng ký và đóng học phí dưới cái phòng kế toán, chứ không đợi các thầy cô kêu gọi. Có nhiều anh chị là rất là chủ quan, không theo dõi học đến khi mà chỉ nợ một môn đó, nhưng mà trong quá trình là trường thời có biểu liên tục có môn đó, khi là cũng thông tin đến, cũng bảo đóng không được tự học đến khi mà chuẩn bị đến khi đến tốt nghiệp thì học phần nó nợ thì đâu có đi thực tập tốt nghiệp được, đâu có ra trường được. Cho nên các em lưu ý điều đó. Về việc đánh giá từng học phần thì như cô lúc nãy cô nói, một cái học phần như vậy để đánh giá mà chúng ta có điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ, thì điểm giữa kỳ chiếm trọng số là 30%, để các em biết là em tự tính hết, và cuối kỳ là 70%, được chưa? Ví dụ như môn kinh tế vi mô, chúng ta có điểm giữa kỳ là 7 điểm, một kết thúc môn học ta 7 điểm thì 7 là chúng ta nhân cho 3 là 31, với chia là 7 là 49, 21 là được 7 điểm, như vậy chia cho 10, chia cho 100 thì chúng ta là được 7 điểm, là điểm trung bình của cái học phần đó, được chưa? Đó là cách tính điểm của học phần. Như vậy nếu cái trường hợp bạn nào mà bỏ điểm giữa kỳ thì sao? Bỏ điểm giữa kỳ coi như là cái điểm thi của các em đó rất là cao, thì các em qua, còn nếu không mà 6 điểm hay 5 điểm là các em cũng bị rớt. Cho nên là phải tham gia đầy đủ để mà điểm giữa kỳ, như vậy thì quá trình. Và đó là cách tính điểm của một phần. Còn điểm trung bình chung của một học kỳ mà nhà trường xét là có được tiếp tục học hay không, hoặc là điểm thì cách tính điểm như sau. Thì điểm của đánh giá học phần là đến thang điểm 10, sau đó nhà trường sẽ quy đổi ra thang điểm chữ,
và quy đổi sang thanh điểm 4. Thì điểm thang điểm 10 thì từ 8,5 cho đến 10 là tương ứng với thang điểm chữ là điểm A. 7 cho đến 8,4 là tương ứng với thang điểm chữ là điểm B. Và 5,5 cho đến 6,9 là tương ứng với thang điểm C. Và điểm D là từ 4,5,4. Như vậy là điểm A là tương ứng với điểm 4 là 4, điểm B tương ứng với điểm 4 là 3, và điểm C tương ứng là điểm 2 và D là tương ứng với 1. Nhưng chúng ta lưu ý một điều là điểm D là từ 4 trên 5,4, nhưng mà quy định của nhà trường là điểm đạt là phải 5 điểm trở lên. Được chưa? 5 điểm mới là điểm đạt. Như vậy nếu các em điểm của kết thúc môn học là em dưới 5 là coi như là không đạt và rớt, mà các em sẽ được tạo điều kiện trường đặc biệt cho thi lại lần 2. Thi lần 2 mà không đạt thì chúng ta sẽ phải đi ký học lại. Như vậy điểm số thì mình phải tự nắm, phải nắm rõ, phải tự theo dõi lịch học để mình đăng ký học. Cô nói như vậy nhưng mà chúng ta phải nỗ lực hết mình, đừng có để ra vào những trường hợp như vậy. Bởi vì cái việc mà học lại, việc thi lại nó ảnh rất nhiều trong cái việc mà xét kết quả tốt nghiệp cuối khó khăn. Rồi cách tính điểm trong môn học kỳ của chúng ta là phải tổng điểm của từng học phần nhân cho cái số tín chỉ học phần đó và chia cho tổng số tín chỉ. Nó như là các em hiểu mà. Như vậy ví dụ học kỳ đó 4 môn, môn kinh tế vi mô, rồi cô xin lỗi cô ví dụ cho môn 1, môn 23 đi. Học kỳ có 3 môn, môn 1 thì được 8 điểm, 4 tín chỉ lấy 8 thành 4. Môn 2 được 7 điểm, 7 nhân số tín chỉ của môn đó là được 3. Rồi cộng tổng cái điểm của 3 môn lại, chia cho tổng cái số tín chỉ của 3 môn và ra được điểm trung bình của học kỳ. Rồi cô nói thêm một việc có liên quan đến học cải thiện đó. Ví dụ như em học từng bộ môn, từng học phần như vậy mình qua rồi. Như vậy thì hai cái học phần là 5 điểm của nhà chúng ta qua, không phải học lại. Nhưng mà nếu chúng ta tính trung bình học kỳ mà nó dưới 2 thì sao? Tổng rớt, là rớt rồi không đạt. Mặc dù từng cái học phần là qua nhưng mà kết thúc cái trung bình học kỳ lại không qua, là do chúng ta học mà không có nỗ lực, chúng ta chỉ có 5 điểm thôi, thì cuối học kỳ chúng ta lại không đậu. Như vậy chúng ta phải tự theo dõi. Nếu mà điểm chúng ta thấp như vậy thì chúng ta phải tự xem thử môn nào mà có khả năng học tốt là mình đăng ký học cải thiện. Vừa rồi khóa trước có một anh là xét từng môn học đã qua hết, nhưng mà khi xét tốt nghiệp thì anh chỉ có 1.9 thôi, 1.98. Mà cái điều kiện tối thiểu của mình hoàn thành cái khóa học tích lũy là phải là 2 kết. Nhưng mà là tương ứng với thang điểm 10 là anh chỉ có 6 kết 18 thôi, nhưng mà là chưa có đủ. Thì lúc đó anh cấp tốc cái đăng ký học cải thiện một môn để mà đủ cái 2 kết là tốt nghiệp. Nhờ anh là chủ động đó, anh cũng sớm. Chứ nếu không chúng ta trễ quá, để xem trễ quá thì lúc đó là không kịp phải tốt nghiệp đến năm sau. Này cô, đó là những cái điều mà cô lưu ý với em. Rồi, còn một việc nữa. Cái này thì hầu như là 12 năm học các em trả qua cái thi kỳ thi rồi, cũng đã gặp rồi, nhưng mà cô vẫn lưu ý. Bởi vì là các anh chị vẫn gặp, từ đấy đến tình trạng phải buộc, phải bị kỷ luật, phải là các bạn kiểm là rơi tình trạng là cái hạnh kiểm yếu thì đã ảnh hưởng rất là nhiều kết quả học của chúng ta. Đó là cái việc mà cái nội quy phòng thi. Mà quy phòng thi này thì các em cũng đã nắm hết, đặc biệt các em đã trả các kỳ thi lớn rồi, nhưng mà cô vẫn nhắc lại thì trường vẫn áp dụng là ba cái phương thức. Thứ nhất là phương thức khiển trách, thứ hai là cảnh cáo, thứ ba là sẽ trình chỉ thi. Thì khiển trách áp dụng đối với những thí sinh là phạm lỗi lần một, như là nhìn bài của bạn, trao đổi thảo luận với bạn, tiếp tục làm bài sau các hiệu lệnh kết buổi thi. Và thí sinh mà bị khiển trách như vậy sẽ bị trừ 25% số điểm thi. Và giám thị là người có quyền lập biên bản và đưa ra mức kiểm tra cái mức này, cái mức kỷ luật. Đối với cảnh cáo là nếu như mà thí sinh trong phòng thi đó đã bị cái hình thức kỷ luật là khiển trách rồi nhưng mà tiếp tục vi phạm nữa, hoặc là mang những cái vật dụng mà cấm, chẳng hạn như là vũ khí, chất gây nổ hoặc là bia rượu nguy hại đến người khác, và trao đổi tài liệu nhí nhác cho các bạn, hoặc là sử dụng nhí nhác mà không có chữ ký của giám thị, hoặc là chép bài của người khác, thì các em mà bị cái hình thức cảnh cáo sẽ bị trừ 50% điểm. Và đình chỉ thi đối với trường hợp đã bị cảnh cáo rồi nhưng mà tiếp tục vi phạm, rồi mang theo những cái vật dụng cấm như là chẳng hạn như điện thoại hoặc là tài liệu mà lúc đó mà giám thị đã bóc đề thi rồi, hoặc là đưa đề thi từ bài giải cho bên ngoài nào
hay là viết vẽ bài trên bài thi. Có nhiều bạn vào và làm bài không được, thế là vẽ bài trên bài thi, viết bài trên bài thi, nhưng mà cũng sẽ bị đình chỉ thi. Mà đình chỉ thi thì tương ứng gì? Điểm không của cái bài thi đó, rõ chưa? Và sau mỗi cái học kỳ như vậy thì trường sẽ xét duyệt hạnh kiểm. Và các cái tiêu chí mà xét hạnh kiểm thì khi mà các em xét thì các thầy cô sẽ phổ biến kỹ. Nhưng mà cô muốn cũng thông cho một cái số cái tiêu chí chính nhất là sẽ đánh giá cái ý thức học tập của em, cái ý thức mà tham gia phong trào, tham gia câu lạc bộ, cái ý thức chúng ta đối với cộng đồng. Và nếu như mà sinh viên á mà bị xếp loại rèn luyện được kém thì các em sẽ bị đình chỉ một năm học. Mà đình chỉ một năm học rồi, nếu chúng ta tiếp tục vi phạm nữa thì các em sẽ bị buộc thôi học. Như vậy cái rèn luyện, cái hành kiểm, cái đạo đức chúng ta cũng rất là quan trọng. Và đó là một cái số mà điều mà cô lưu ý, tại vì trong cái quá trình học thì ông chuyện cũng khác cũng là bất khả rồi. Cô liên lạc và cô mong rằng là trong năm học mới các em sẽ học thật tốt và chấp hành đúng quy định của trường để mà kết quả chúng ta là thật là cao. Rồi, vậy tất cả các quy định đã được thông báo rõ trong các chúng ta đang cầm và cũng lưu ý những cái vấn đề chính. Và bây giờ thì nhắc lại là lát nữa khi mà chúng ta kết thúc thì chúng ta lưu ý qua coi lại lịch thi của chương trình tiếng Anh và chương trình tiếng Việt. Thì nhắc lại là ngày 14 này là ngày 17 thì chúng ta thi xếp lớp của chương trình tiếng Việt. Phòng thi, giờ thi thì đã có mặt dán thông báo, mà vui lòng coi lại. Chúng ta mang theo chứng minh nhân dân và có mặt phòng thi trước 30 phút, lưu ý. Còn chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh chúng ta lưu ý lần nữa, chúng ta thi cũng có danh sách luôn, nhưng mà là ngày 19 nha, thì lưu ý lại. Nãy thì có nói lộn, thì chúng ta cũng coi lại bản thông báo đã dán ở trên cái bên Lewis Campus, cái cơ sở bên kia gọi là Lewis, bên đây là Fleming, chúng ta lưu ý ha. Thì chúng ta coi, vui lòng coi lại cái thời khóa biểu của mình thi. Thầy nhắc là đối với bạn chương trình giảng dạy bằng tiếng Việt, bạn nào không thi có nghĩa là chúng ta được xếp vào học cái cấp độ thấp nhất và chúng ta không có khiếu nại vì sau này nha. Các bạn một lần nữa để thông báo các bạn một chút xíu ha. Bây giờ cái thứ nhất là chúng ta sẽ tham quan cơ sở vật chất, thì ở đây các bạn sẽ được dẫn theo nhóm để chúng ta tham quan các phòng, ví dụ như là chúng ta xuống dưới tầng hầm chúng ta xem cái phòng tập gym, sau này các bạn mà chúng ta học tập xong chúng ta có sinh hoạt tập thể dục thể thao thì chúng ta có cái phòng riêng, cái khu vực riêng để chúng ta tập thể dục thể thao, rồi các khu vực hồ bơi hoặc sân thi đấu đa năng, các phòng học để các bạn tùy trong cái việc các bạn đi lại. Và các bạn mới nên chúng ta sẽ đi theo nhóm, và sau khi mà các bạn tham quan xong các bạn quay trở lại hội trường này, được chưa? Các bạn quay trở lại hội trường này để thứ nhất các bạn nộp lại toàn bộ những giấy tờ mà các bạn sẽ đọc ký tên, và sau đó thì tôi sẽ dặn dò cho các bạn. Rồi cái thứ hai nữa là thầy nhắc luôn là các bạn sẽ nộp học bạ gốc để nhà trường đối chiếu hồ sơ của các bạn vào 2 ngày 29 tháng 9 và 30 tháng 9. Lưu ý là các bạn cầm theo học bạ gốc để nhà trường đối chiếu hồ sơ của các bạn kiểm tra lại lần cuối trước khi các bạn chính thức tham gia các khóa học của trường. Thì cho các bạn nhớ dùng thời gian ngày 29 tháng 9 và ngày 30 tháng 9. Bây giờ thì chia chúng ta thành 4 nhóm ha. Bây giờ từ cái hàng trên, hàng 1, 2, 3, 4, 5 hàng là một nhóm. Rồi thì mời 5 hàng ở đây chúng ta liên hệ trước. Thầy Quỳnh sẽ dẫn các bạn tham quan. Phía này còn lại chúng ta cũng sẽ đi kiểm cô. Cô Quỳnh sẽ hướng dẫn các bạn. Đôi khi chúng ta học bên cái cơ sở bên kia chúng ta lưu ý. Mai mốt thông báo có thể là Louis, Louis là cái phòng bên kia, cơ sở bên kia ha. Còn nếu mà chúng ta đang nghe thông báo bạn bên Flaming thì là cái cơ sở bên đây. Chúng ta đi, tất cả thư viện đều là bên đây hết. Thư viện là bên cơ sở bên đây chúng ta đọc đi. Đây, trên đây là những cái phòng học thôi. Rồi chúng ta di dần dần đi xuống cái phòng mà phòng gym tập thể dục của chúng ta.
như thầy nói là cái câu lạc bộ thể thao hôm nay mình có cả bơi lội, cả tennis, thì chúng ta cả bóng rổ, bóng đá. Bạn nào khi mà thầy đưa cái danh sách cho chúng ta đăng ký thì bạn nào muốn vô câu lạc bộ nghệ thuật? Nghệ thuật thì nó có hát, có kịch. Các bạn lưu ý nha, câu lạc bộ nghệ thuật mình có hát, có kịch, là bạn nào vô câu lạc bộ nghệ thuật hoặc là chúng ta vô câu lạc bộ kinh tế, là câu lạc bộ về hoạt động học tập hoặc là câu lạc bộ thể thao. Các lưu ý là thể thao thì nhiều môn lắm, bóng rổ, bóng chuyền các đều có, chúng ta đăng ký. Hay là tennis hoặc là bơi lội. Và chúng ta bơi lội là nó có thời gian, có lịch bơi nha, chúng ta lưu ý. Nên chúng ta muốn coi lịch bơi á, chúng ta chỉ liên hệ với tiếp tân, chúng ta coi lịch thi bơi lội giờ nào nha, rồi quy định bơi lội như thế nào, chúng ta coi quy định nha. Chứ mặc đồ này không cho xuống hồ bơi đâu nha. Để có quy định hồ bơi hết đó. Thì chúng ta lưu ý là chúng ta tham gia câu lạc bộ thể thao nào đều có cái, đặc biệt là thể thao thì rất là có nhiều nhóm, chúng ta kiếm chuyện. Rồi bây giờ chúng ta xuống phòng gym này, chúng ta thể dục, chúng ta kiếm phòng đây. Đó, từ những lớp cơ để chúng ta mình đồ bơi, chúng ta thể dục ha. Đó, chúng ta có đều có lớp cơ để chúng ta sẽ đi trong đây là phòng thay đồ. Phòng thay đồ để chúng ta chơi thể thao ha. Chúng ta nên tập được nhóm nhiều bằng, tập nhóm nào chúng ta nên tập nhóm nhiều bằng. Đây những phòng lớp cơ, qua đây chúng ta tập thể dục.